Tô Đại quyết xử Trần Quý Thanh Tân Hiệp Phát liên quan gì đến Tổng Trọng? Vụ án Trần Quý Thanh, chủ tịch tập đoàn Tân Hiệp Phát và hai con gái là Trần Uyên Phương và Trần Ngọc Bích bị công an cáo buộc chiếm đoạt tài sản của người khác lại nóng trở lại. Tờ báo Thanh Niên vào ngày 24 tháng 2 đưa tin ông Trần Quý Thanh bị cáo buộc chiếm đoạt hơn 1.000 tỷ đồng. Bản tin cho biết kết luận điều tra bổ sung mới được công bố của Bộ Công an đã xác định ông Trần Quý Thanh chiếm đoạt số tiền là 1.048 tỷ đồng thông qua hành vi cho vay nặng lãi, ép nạn nhân sang tên tài sản rồi chiếm đoạt nhiều thửa đất của nhiều người. Ông Trần Quý Thanh bị cáo buộc chiếm đoạt hơn 1.000 tỷ đồng. Theo đó, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an vừa kết luận điều tra bổ sung vụ án ba bố con ông Trần Quý Thanh lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản. Ba bị can đã chiếm đoạt tổng cộng số tiền 1.000 tỷ đồng thay vì 767 tỷ đồng theo kết luận điều tra Bộ Công an đưa ra vào tháng 10 năm 2023. Đồng thời, Bộ Công an đề nghị truy tố ba cha con ông Trần Quý Thanh về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản. Theo kết luận điều tra của Bộ Công an, ông Thanh cùng con gái đã lợi dụng quy định về cho vay lấy lãi suất 3% mỗi tháng, tức là dưới mức cấu thành tội phạm về cho vay nặng lãi. Tuy nhiên, ông không làm hợp đồng cầm cố tài sản mà buộc các doanh nghiệp và cá nhân cho vay tiền phải làm hợp đồng chuyển nhượng dự án cổ phần trong dự án. Đáng chú ý, chi phí của các dự án bất động sản ghi trong hợp đồng thường có giá trị thấp hơn nhiều lần so với thực tế. Ngoài ra, ông Trần Quý Thanh và các con còn ký cam kết bán lại tài sản cho người vay với điều kiện phải thanh toán đầy đủ tiền gốc và lãi. Nhưng khi người vay đã trả đủ cả gốc cả lãi, thì ông Thanh lại lấy lý do bị cho là gian dối để không trả lại tài sản như vi phạm hợp đồng nên mất quyền mua lại, phải trả thêm tiền hoặc không cho trả lẻ từng khoản mà bắt trả toàn bộ tiền gốc. Kết luận điều tra của Bộ Công an xác định từ tháng 1 năm 2019 cho đến tháng 11 năm 2020, ba cha con ông Trần Quý Thanh đã thực hiện 4 vụ chiếm đoạt tài sản, tổng giá trị hơn 1.048 tỷ đồng. Ông Bộ trưởng Bộ Công an Việt Nam Tô Lâm. Ông Trần Quý Thanh từng nổi tiếng trong vụ án con ruồi, trong sản phẩm chai nước ngọt của Tân Hiệp Phát vào năm 2015. Người tố cáo chai nước có ruồi của Tân Hiệp Phát là ông Võ Văn Minh. Ông Minh bị kết án tới 7 năm tù về tội cưỡng đoạt tài sản do bị bắt quả tang. Ông Minh bị công an ập vào bắt quả tang khi đang nhận 500 triệu đồng từ Tân Hiệp Phát. Đã có hàng chục sự cố liên quan đến sản phẩm nước giải khát của công ty Tân Hiệp Phát do không đảm bảo vệ sinh, an toàn cho sức khỏe người tiêu dùng như có ruồi và các dị vật khác. Tân Hiệp Phát cũng báo cáo công an để bắt người đòi tiền chuộc do sản phẩm không đảm bảo vệ sinh của công ty này. Thế là người đòi tiền chuộc và những nạn nhân khác cũng bị kết án tù vì cùng tội cưỡng đoạt tài sản. Theo giới thảo tin, có nhiều bằng chứng để khẳng định ông Trần Quý Thanh có mối quan hệ đặc biệt với ông Hồ Mẫu Ngoạt, thư ký của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Tờ báo Vietnamnet Online vào ngày 4 tháng 8 năm 2014 đưa tin, vào ngày 2 tháng 8 năm 2014 tại tỉnh Hà Nam, Tổng Trọng đã tới thăm nhà máy Number One Hà Nam và nhấn nút khởi động dây chuyền sản xuất của nhà máy này. Có khả năng việc này có sự tác động tích cực của ông Hồ Mẫu Ngoạt theo đề nghị của ông Trần Quý Thanh. Công luận thấy rằng người đứng đầu Đảng Cộng sản Việt Nam, Tổng Trọng vốn trăm công ngàn việc, nhưng dành sự ưu ái đặc biệt cho doanh nghiệp Tân Hiệp Phát là một điều hết sức bất thường. Điều đó có liên quan gì tới việc Tân Hiệp Phát đã có các biểu hiện ngang nhiên vi phạm pháp luật và đạo đức kinh doanh hay không? Ông Trần Quý Thanh, chủ tịch tập đoàn Tân Hiệp Phát và hai con gái Trần Uyên Phương và Trần Ngọc Bích có câu thành ngữ đi qua ruộng dưa thì đừng sửa giày. Tổng Trọng trên cương vị là người đứng đầu cơ quan phòng chống tham nhũng không biết né tránh ra sao, để rồi lại phải mang danh chống lưng cho đại gia đầy tai tiếng Trần Quý Thanh của Tân Hiệp Phát. Công luận cho rằng phải chăng đó là hệ quả của tình trạng thượng bất chính, hạ tắc loạn, không chỉ trong nội bộ của ngành công an mà cả trong thượng tầng kiến trúc của bộ máy chính trị tại Việt Nam đang có một tình trạng chung là như vậy. Thời gian gần đây, theo giới thảo tin, trước sự lộng hành của ông Tô Lâm, Tổng Trọng đã thổ lộ với những người thân cận là ông rất muốn thay ghế Bộ trưởng Bộ Công an. Trong lúc đó, có nhiều dấu hiệu cho thấy Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm đang giáo diết tập trung mọi nỗ lực với mưu đồ gạt bỏ và thay thế Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Thời báo.de ngày hôm nay với bản tin Tô Đại quyết xử Trần Quý Thanh, Tân Hiệp Phát liên quan gì đến tận Tổng Trọng? Vì sao vấn nạn chạy án ở Việt Nam gia tăng và phát triển không có hồi kết? Chuyện cựu giám đốc công an Hải Phòng
Thiếu tướng Đỗ Hữu Ca nhận tới 35 tỷ đồng để giúp chủ một doanh nghiệp chuyên buôn bán hóa đơn trái phép chạy án, ít được dư luận xã hội quan tâm so với khối tài sản khổng lồ mà ông ta đã sở hữu. Nhiều ý kiến cho rằng đó là bởi chạy án đã trở thành một tình trạng hết sức phổ biến ở Việt Nam hiện nay. Khi người dân gặp các rắc rối liên quan đến luật pháp, thì việc đầu tiên họ nghĩ đến chính là nhờ người chạy án, bất kể đó là vấn đề liên quan đến dân sự, hành chính hay hình sự. Một phiên tòa xét xử các quan chức tham nhũng và chạy án tại Việt Nam. Nhiều thẩm phán đã bị bắt quả tang trong lúc trao nhận hối lộ, như truyền thông nhà nước thường xuyên đưa tin cho thấy đây là việc hết sức phổ biến. Đó là hệ quả của một xã hội có luật pháp cũng như không, và công lý không được coi trọng. Đây là một thực trạng đã tồn tại từ lâu trong ngành tư pháp Việt Nam nói chung và ngành công an nói riêng. Tại phiên họp của Ủy ban Thường vụ Quốc hội vào năm 2013, đại biểu Quốc hội Đỗ Văn Đương đã chất vấn ông Trương Hòa Bình, chánh án Tòa Nhân dân tối cao lúc đó như sau. Có hay không tiêu cực trong chạy án tham nhũng? Khi số vụ án được đưa ra xét xử thì ít, nhưng số bị cáo được hưởng án treo, phạt tù nhẹ chiếm rất cao, có nơi đến 45%. Ông Trương Hòa Bình đã thừa nhận trên thực tế có một số không ít cán bộ công chức tòa án bị truy cứu trách nhiệm hình sự vì tiêu cực nhận tiền của đương sự. Vấn đề này được coi là một lỗ hổng trong ngành tư pháp của Việt Nam, và nghiêm trọng hơn, công an và luật sư thường đóng vai trò trung gian cho hầu hết các vụ chạy án này. Những nhân vật được nhờ để chạy án phải là người có vai vế và mối quan hệ. Việc chạy án cũng phải tuân theo triết lý của chùm xã hội đen Văn Cam, tức Năm Cam. Đó là việc gì không chạy được bằng tiền thì chạy được bằng rất nhiều tiền. Ba vụ chạy án đình đám với số tiền lên đến hơn 1 triệu đô la gần đây. Ví dụ nhất là hai cựu cán bộ thuộc cơ quan điều tra C03 Bộ Công an Bùi Trung Kiên nhận tới 2,2 triệu đô la và Lê Thành An nhận 1,5 triệu đô la để chạy án cho cựu giám đốc Bệnh viện Thủ Đức Nguyễn Minh Quân. Vụ thứ hai là Thiếu tướng Phó Giám đốc Công an Hà Nội Nguyễn Anh Tuấn nhận 2,6 triệu đô la trong vụ án chuyến bay giải cứu. Vụ thứ ba là cựu Giám đốc Công an Hải Phòng Đỗ Hữu Ca nhận tới 35 tỷ đồng. Xu thế chung của việc chống tham nhũng trên toàn cầu là phải áp dụng các nguyên tắc thượng tôn pháp luật, tư pháp độc lập, báo chí tự do và các tổ chức xã hội dân sự tham gia giám sát việc chống tham nhũng. Việc Đảng Cộng sản Việt Nam ra thông báo kết luận số 20/TB-TV vào ngày 8 tháng 2 năm 2022 của Bộ Chính trị về chủ trương bố trí công tác đối với cán bộ thuộc diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư Quản lý sau khi bị kỷ luật thì rõ ràng cho thấy đó là chủ trương cứu lãnh đạo tham nhũng. Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm và Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao Nguyễn Hòa Bình. Theo đó, nếu người vi phạm phạm tội tham ô tài sản, tội nhận hối lộ trong quá trình tố tụng, chủ động nộp lại ít nhất 3/4 tài sản tham ô, nhận hối lộ sẽ không bị áp mức cao nhất của khung hình phạt mà người bị tội truy tố xét xử. Kể cả mức án tử hình cũng sẽ được hạ xuống trung thần. Tổng Trọng là người điều hành công cuộc chống tham nhũng nhưng vẫn mang tư duy cần phải mở đường cho đồng chí của mình rút kinh nghiệm. Việc trả lại tiền tham nhũng trước xin xét xử dưới danh nghĩa là khắc phục hậu quả để đổi lấy mức án thấp hay đổi lấy tự do như hiện nay, thực chất là một hình thức chạy án công khai. Công luận cho rằng nếu quy trình này tiếp tục được thực hiện thì việc diệt trừ nạn chạy án là điều không thể. Trong lúc đó, các tổ chức cá nhân của Đảng và Nhà nước đã tự ý can thiệp thô bạo vào hệ thống pháp luật. Cụ thể, Tổng Trọng của Ban Chỉ đạo Phòng chống tham nhũng Trung ương đã tùy tiện trong việc chỉ đạo án theo ý của mình. Thiếu tướng Nguyễn Anh Tuấn, Phó Giám đốc Công an Hà Nội đã nhận tới 2,6 triệu đô la Mỹ để mà chạy án. Theo giới phân tích, nguyên nhân của tình trạng chạy án phổ biến hiện nay là do việc vận dụng luật pháp một cách tùy tiện trong hệ thống pháp luật thiếu minh bạch và không minh bạch. Đạo đức của nhân viên nhà nước trong lĩnh vực tư pháp cũng là vấn đề khiến đương sự không còn tin cậy vào hệ thống pháp lý và công lý. Điều này đã khiến người dân sẵn sàng bỏ tiền để mua công lý thông qua việc chạy án. Để diệt trừ được vấn nạn tham nhũng, công luận thấy rằng Việt Nam cần phải có hệ thống luật pháp minh bạch và rõ ràng, không thể cùng một tội danh với mức án quá rộng, từ tù treo đến vài năm tù giam như hiện nay. Đồng thời phải đảm bảo mức lương đủ sống, cũng như quyền lợi của những người tiến hành tố tụng phải đủ cao để tránh tình trạng họ bán rẻ lương tâm, danh dự bằng những đồng tiền chạy án. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Thời báo.de với bản tin Vì sao vấn nạn chạy án ở Việt Nam gia tăng và phát triển không có hồi kết. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất,
nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới.